Mình muốn xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, và kính thưa quý vị, hiện tại Mê Vũ cập nhật bản tin buổi sáng của ngày 22 tháng 7 nha quý vị. Hôm nay Mê Vũ gửi tới cho quý vị những cái thông tin liên quan trong ngày. Đó là thông tin đầu tiên, chính quyền Mỹ ra lệnh chặn những cái cuộc gọi lừa đảo về những cái bảo hiểm xe hơi. Người Mỹ ồ ạt bỏ việc, nhưng rồi sau đó họ sẽ làm gì? Và Tổng thống Joe Biden bị dương tính COVID-19, Tổng thống Biden nói ông mắc ung thư và Nhà Trắng thì lập tức lên tiếng. Ông Trump, ông được mời, ông được người hâm mộ đón chào kêu gọi tranh cử năm 2024 tại đám tang của vợ cũ. Và ông Lê Tùng Vân, trong cái vụ mà Tịnh Thất Bồng Lai đã bị phạt 5 năm tù, bản án gọi tên ngắn gọn là chuyện Thích Nhật Từ và bò. Và Mỹ có thể cung cấp sát thủ diệt tăng A-10 cho Ukraine. CIA, chiến tranh Ukraine không có thay đổi ý định chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Và ông Joe Biden, ông dự tính sẽ sớm hội đàm với lại ông Tập Cận Bình, nghi ngờ về cái chuyến đi Đài Loan của bà Nancy. Cộng sản Việt Nam phản đối cái việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen buôn người. Kính thưa quý vị, đó sẽ là những cái thông tin Mai Vũ gửi tới cho quý vị trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị ơi, đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ, hãy bấm một cái đăng ký để ủng hộ cho kênh. Cho Mai Vũ quảng cáo một chút xíu, giờ này Mai Vũ đang bán đồ trên YouTube. Quý vị nếu mà có muốn mua đầm, mua áo dài hoặc là mua những cái đồ mà Mai Vũ bán đó, cả đồ vest nữa, thì quý vị đi vô trong cái phần tìm kiếm của YouTube đánh Mai Vũ hoặc là Mai Vũ Cuộc Sống Mỹ. Quý vị thấy rất là nhiều video Mai Vũ đã up ở trên đó. Quý vị xem những cái video đó, nếu mà quý vị thích những cái mẫu nào thì hãy chụp mẫu đó lại và gửi qua tin nhắn cho Mai Vũ bằng số điện thoại 717-434-0462. Mai Vũ sẽ chốt đơn cho quý vị bằng tin nhắn và nhận tiền bằng Zelle, hoặc là quý vị không có rảnh Zelle thì cũng có thể gửi tiền, viết check gửi qua cho Mai Vũ bằng tin nhắn. Sau đó khi Mai Vũ nhập check trên online, nó vô nhà bank rồi, Mai Vũ sẽ chuyển hàng cho quý vị. Mai Vũ cảm ơn quý vị đã giữ màn hình cho Mai Vũ. Sau đây Mai Vũ gửi tới những cái thông tin chi tiết trong ngày. Thì cái thông tin đầu tiên đó đúng là dạo này mình cũng nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi, như là người ta gọi tới, người ta nói là ồ, cái bảo hiểm xe của mình nó hết hạn rồi, mình có nên gia hạn cái bảo hiểm xe hay không. Quý vị hãy cẩn thận với những cái cuộc gọi như vậy nha quý vị, tại vì không biết, mà lúc trước là một ngày mình nhận được mấy cuộc gọi luôn, một ngày mình nhận vài cuộc gọi mà cứ mỗi ngày hoặc là cách một ngày nó gọi mình một lần, rất là bực luôn quý vị. Nó gọi cái số local đó cái đó là cuộc gọi người ta nói là người ta cảnh báo chính quyền Mỹ họ đang ra lệnh chặn những cái cuộc gọi lừa đảo về bảo hiểm xe hơi. Thì thông tin này gửi ra từ Washington, ủy ban viễn thông của liên bang hay còn gọi là FCC, họ ra lệnh cái công ty điện thoại hãy chặn lại những cái cuộc gọi lừa đảo tự động. Họ nói là cái đó là robot call chứ không phải là người, về những cái bảo hiểm xe hơi bữa hôm thứ năm ngày 21 tháng 7. Và những cái công ty điện thoại ở Mỹ đó, họ phải thực hiện tất cả những cái biện pháp cần thiết để mà tránh đưa những cái cuộc gọi tự động này, hoặc là phải nộp những cái báo cáo kể cả báo cáo kể rõ cái cách mà họ chặn những cái cuộc gọi này. FCC họ ra một cái thông báo cho hay bữa hôm thứ năm, những cái cuộc gọi tự động này nó xuất phát từ một cái công ty cũng như là đối tác có liên quan, và người tiêu dùng thì hãy hết sức kiên nhẫn. Đã hết sức kiên nhẫn nên tôi phải bảo vệ họ, bà Jessica, bà là chủ tịch của FCC, bà tuyên bố trong một cái thông báo. Cái nhóm nêu trên đó dường như là cái nhóm thực hiện hơn 8 tỷ cuộc gọi tự động bất hợp pháp ở Mỹ kể từ ít nhất năm 2018 cho tới nay. Theo thông báo của FCC, cái nội dung cuộc gọi tự động này nó lừa đảo về những cái bảo hành xe hơi, thường là xin chào, tôi tên là này là kia đó, và gọi để mà thông báo về cái bảo hành cho cái chiếc xe của quý vị, rồi cung cấp số điện thoại để mà người nghe họ gọi lại. Theo công ty FCC, FCC họ khuyến cáo người tiêu dùng không có nên cung cấp bất kỳ cái thông tin cá nhân nào như là số an sinh xã hội, thông tin về những cái thẻ ngân hàng, số bằng lái xe hoặc là thông tin về chuyên mục ngân hàng của mình cho bất kỳ mà người gọi điện thoại nào, trừ khi mà mình biết chắc chắn cái công ty đó là hợp pháp và mình đang có cái mối quan hệ với họ. Nếu mà nghi ngờ cái cuộc gọi nào là lừa đảo thì người tiêu dùng có thể khiếu nại với lại FCC trên một cái trang web của customer complaint fcc.gov. Đây là cái thông tin, quý vị hãy hết sức cẩn thận, vì tại vì người ta đã ra cái mức cảnh báo rồi quý vị. Nếu mà mình có nghe những cái cuộc gọi tương tự như vậy thì mình đừng có bao giờ cho họ những cái thông tin nha quý vị. Tốt nhất đó là chặn luôn cái cuộc gọi đó để lần sau nó khỏi làm phiền mình. Đó là một cái mà Mai Vũ gửi tới cho quý vị, để cho quý vị đừng có đưa điện thoại hoặc là đưa những cái thông tin mà mình bị mất tiền, hoặc là họ dùng những cái
những cái kẻ lừa đảo mà quý vị đâu có biết là nó dùng thông tin của mình hoặc nó vô ngân hàng của mình nó lấy tiền hay nó làm cái gì đó thì hãy hết sức cẩn thận về chuyện đó. Thêm một thông tin kế mà Vũ gửi tới cho quý vị, người Mỹ hiện tại đang là ồ ạt bỏ việc nhưng mà rồi sau đó họ sẽ làm gì? Thông tin này gửi ra từ New York, một cái nghiên cứu mới cho thấy đó hơn 4 triệu người họ đã bỏ việc ở Mỹ mỗi tháng trong năm nay, đó là xu hướng này đó. Nó sẽ không có dừng lại theo CNBC bữa hôm thứ Tư ngày 20 tháng 7. Và theo những cái báo cáo thì có khoảng 40% người lao động ở Mỹ họ có ý định là nghỉ cái công việc hiện tại của họ trong 3 cho tới 6 tháng. Cái dữ liệu này được thu thập khoảng 13.000 người trên toàn cầu. Trong số này có khoảng 6.294 người Mỹ từ tháng 2 cho tới tháng 4. Và bà Bonnie, bà là tác giả của những cái báo cáo, bà cho hay đây không phải là một cái xu hướng nó đã qua hay là nó thay đổi xuất phát từ dịch COVID-19. Tâm lý của người lao động đó đã có một cái bước chuyển lớn, chuyển đổi lớn và họ sẵn sàng để mà ưu tiên cho những cái yếu tố khác trong cuộc sống thay vì công việc của họ. Chúng ta sẽ không có bao giờ có thể quay lại tình hình năm 2019. Khi mà nói tới thôi việc thì mọi người họ thường tập trung vào những cái nguyên nhân chẳng hạn như là lương thấp quá, ít có cơ hội thăng tiến hay là lịch trình làm việc của họ không có linh hoạt. Tuy nhiên chúng ta ít chú ý tới cái câu chuyện mà nó diễn ra sau khi mà người lao động họ rời cái công việc cũ. Và cái công ty này, cái công ty Kinsey CEO họ cũng thảo sát hơn 2.800 người ở 6 cái quốc gia như là Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Ấn Độ và nước Anh để mà giải đáp câu hỏi này. Và gần một nửa, khoảng 48% đó trong số đó họ đã theo đuổi những cái cơ hội mới trong những cái ngành khác nhau. Và bà Dowling đã nêu ra hai cái yếu tố để mà thúc đẩy cái khuynh hướng này: kiệt sức do đại dịch COVID-19 và tìm kiếm những cái cơ hội mà trả lương cao hơn trong cái thị trường lao động eo hẹp. Nhiều ngành họ mất nhân sự nhanh hơn những cái ngành khác, hơn 70% người lao động họ bỏ việc trong cái lĩnh vực như là tiêu dùng này, bán lẻ và tài chính, bảo hiểm. Và trong khi đó thì cái con số mà được ghi nhận ở lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe và giáo dục á, là 54%. Một số người họ lại bắt đầu cái công việc kinh doanh của riêng mình hoặc là theo đuổi cái ngành nghề phi truyền thống. Và trong cái số những người mà bỏ việc á, mà không có cái công việc mới, gần một nửa 47% chọn quay trở lại những cái lực lượng lao động, nhưng mà chỉ có 29% thì họ quay lại cái công việc truyền thống và toàn thời gian. Và theo cuộc khảo sát hồi tháng 3 của cái công ty này, đối với lại 600 nhân viên Mỹ họ tự nguyện nghỉ việc mà không có cái công việc mới, cái số 18% còn lại đó thì họ có việc làm mới nhưng mà họ làm ít giờ hơn. Và qua những cái công việc tạm thời độc lập hay là bán thời gian, nó cũng có những cái người khác họ mở doanh nghiệp riêng cho họ. Và bà Jolin bà nói người ta nay á, họ không có còn chấp nhận những cái sếp tệ hại hay là cái môi trường làm việc tệ hại nữa, tại vì người ta có thể bỏ đi và tìm cái cách khác để mà sống mà không có phải ở trong cái hoàn cảnh tiêu cực. Thì hiện tại có rất là nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn bao giờ hết qua cái sự giao kết ngày càng chặt chẽ giữa mọi người. Thì ngày càng có nhiều người họ quyết định làm chủ doanh nghiệp của mình nè, và trong thời đại dịch COVID-19 thì cái số đơn mà lập doanh nghiệp nó tăng hơn 30% so với lại gần 5.4 triệu đơn chỉ trong năm 2021. Và theo những cái báo cáo của Tòa Bạch Ốc hồi tháng 4, đó là những cái lý do và những cái mà người ta tìm kiếm và người ta research và người ta chia sẻ lý do tại sao mà hiện tại bây giờ người Mỹ người ta bỏ việc rất là nhiều quý vị. Người ta bỏ việc, họ không chịu, không có muốn chịu áp lực của cái công việc. Và dạo này thì ở trên thị trường đó là rất là nhiều chỗ cần việc đó, cái công việc nó cần người làm nhiều quá nên người ta ồ ạt bỏ việc để mà sau đó họ có thể tìm kiếm cái cơ hội được làm ở những cái công ty mà họ trả nhiều tiền hơn, hoặc là họ lựa chọn những cái công việc mà nó ngon hơn công việc cũ. À, hoặc là họ đi ra và họ làm chủ. Thì đó là cái lý do mà tại sao người ta bỏ việc nhiều hơn so với lại những cái năm trước đó. Và
thông tin kế mà Vũ gửi tới cho quý vị, tổng thống Joe Biden bị dương tính COVID-19. Mình Vũ nghĩ là thông tin này thì chắc là quý vị cũng đã nghe rồi, tại vì tổng thống Joe Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bữa hôm thứ Năm theo thông báo của tòa Bạch Ốc. Và một trong cái tuyên bố tụy của cô thư ký báo chí của Nhà Trắng đó nói rằng ông Joe Biden 79 tuổi, ông đang trải qua những cái triệu chứng nhẹ và ông ta đã bắt đầu dùng thuốc của Paxlovid, một cái liệu pháp mà kháng virus được bác sĩ Kevin, bác sĩ của tổng thống, đã khuyên dùng. Và ông Biden, ông bắt đầu gặp những cái triệu chứng như là sổ mũi, mệt mỏi và thỉnh thoảng thì ho khan vào tối bơm thứ tư. Và tổng thống sẽ tiếp tục làm việc từ xa nơi của tòa Bạch Ốc, nơi mà ông dự kiến là sẽ cách ly ít nhất là 5 ngày theo hướng dẫn hiện hành của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch ở Mỹ. Thì Jin nói rằng ông Biden, ông đã liên lạc với lại những cái thành viên của nhân viên tòa Bạch Ốc qua điện thoại và sẽ tham gia vô những cái cuộc họp theo những cái kế hoạch của ông qua điện thoại và qua Zoom từ nơi ở. Và bà Jin vẫn nói rằng một khi mà ông ấy xét nghiệm bị âm tính đó thì ông ấy sẽ trở lại làm việc trực tiếp. Và bà nói thêm, do vô cùng minh bạch, tòa Bạch Ốc sẽ cung cấp cái thông tin cập nhật hàng ngày về tình trạng sức khỏe của tổng thống khi mà ông ấy tiếp tục thực hiện đầy đủ những cái nhiệm vụ của văn phòng trong khi cô bị cô lập. Theo một quan chức của tòa Bạch Ốc, phó tổng thống Mỹ đó, bà Kamala Harris, bà là người cuối cùng làm việc với lại tổng thống bữa hôm thứ Ba, đã cho kết quả âm tính. Và chuyến đi của cô tới bên Charlotte đã diễn ra theo cái kế hoạch. Và đệ nhất phu nhân bà Jill Biden thì hiện đang ở Detroit với lại những cái phóng viên rằng bà đã xét nghiệm âm tính vào sáng bữa hôm thứ Năm và sẽ tiếp tục theo dõi cái lịch trình đeo khẩu trang và tránh xa xã hội theo hướng dẫn của CDC. Bà ấy nói thêm rằng tổng thống đang chữa trị tốt. Tôi đã nói chuyện với ông ấy chỉ vài phút trước và bà ta nói ông ấy vẫn ổn, ông ấy cảm thấy rất là tốt. Và trong một cái giọng tweet sau đó thì tổng thống đó, người đã được lên kế hoạch là đi tới bên PA đó, đi tới bên PA cho biết là ông cảm thấy rất là tuyệt. Và ông ta cũng đang đăng một cái video tiếp theo. Ông Biden, ông đã được tiêm ngừa đầy đủ và tiêm thêm hai cái mũi tăng cường. Ông đã nhận được hai liều vaccine của Pfizer đầu tiên của mình ngay trước khi mà nhậm chức vào tháng 1 của năm 21. Và ông đã nhận được một cái mũi tiêm tăng cường của Pfizer vào tháng 9 và một mũi khác vào cuối tháng 3 vừa qua. Tổng thống đã xuất hiện không có đeo mặt nạ tại một số những cái sự kiện trong những cái ngày gần đây, bao gồm cả tại một cái sự kiện ở bên Smart vào bữa hôm thứ Tư và bắt tay với những người mà khi mà ủng hộ đó, khi mà ông ta bị vây bởi những cái nhà lập pháp hiện tại và cũ, bao gồm cả thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và đặc phái viên khí hậu của tổng thống ông John Kerry. Đơn vị y tế của tòa Bạch Ốc đang trong cái quá trình mà liên lạc với bất kỳ ai mà đã tương tác với lại tổng thống trong cái chuyến đi. Cho biết, và tin tức về cái kết quả xét nghiệm dương tính của Tổng thống Biden thì được đưa ra trong cái bối cảnh nó gia tăng những cái trường hợp nhiễm bệnh trên khắp Hoa Kỳ, nó đang được gia tăng bởi những cái diễn biến, những cái biến phụ đó, những cái biến thể phụ Omicron dễ truyền nhiễm hơn. Và theo Đại học Johns Hopkins thì đã có hơn 90 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu dịch. Nó nhiều hơn nhiều so với lại bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới, và hơn 1.025.000 người của Mỹ đã chết do biến chứng của COVID-19 mang lại. Và đó là cái thông tin. Thì Mỹ Vũ thấy là có một cái thông tin nữa là ông Tập Cận Bình, ông đã gọi qua hỏi thăm sức khỏe của Tổng thống Mỹ khi mà biết ông bị nhiễm COVID-19. Và thông tin kế thì thông tin này nó cũng một ngày trước đó rồi, Tổng thống Biden nói đó, ông mắc ung thư. Nhà Trắng họ lập tức lên tiếng. Ông Joe Biden bữa hôm ngày 20, ông nói rằng ông mắc ung thư, buộc văn phòng báo chí của Nhà Trắng nhanh chóng làm rõ, nói rằng nhà lãnh đạo của Mỹ đề cập tới cái việc điều trị ung thư da mà ông ta đã trải qua trước khi mà ông ta nhậm chức hồi và phát ngôn viên trên cái lúc đầu đó dường như là một thông báo sức khỏe bất ngờ trong cái bài phát biểu về cái tình trạng ấm lên của toàn cầu, trong đó Tổng thống Biden mô tả khí thải từ những cái nhà máy lọc dầu gần cái ngôi nhà đó, gần cái ngôi nhà mà thời thơ ấu của ông ở cái khu phố thuộc bang của Delaware. Theo báo của New York Post, đó là cái lý do tại sao tôi và rất nhiều người khác cùng lớn lên mắc bệnh ung thư, tại sao trong cái thời gian dài Delaware họ có tỷ lệ ung thư cao nhất trên toàn quốc.
Và Tổng thống Biden nhấn mạnh trong cái bài phát biểu về cái biến đổi khí hậu và năng lượng sạch tại cái thị trấn thuộc bang Massachusetts ngày 20 tháng 7. Và ông Joe Biden, ông nhiễm COVID-19. Sau đó thì phát ngôn viên Tổng Bạch Ốc Nhà Trắng đó, họ đã khẳng định Tổng thống Joe Biden đang đề cập tới cái bệnh ung thư da, không phải là hắc tố mà ông ta đã được loại bỏ trước khi ông nhậm chức vào năm 2021. Cái bản tóm tắt về cái tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden thì được công bố vào tháng 11 năm 21, cho biết nhà lãnh đạo đã được loại bỏ một số bệnh ung thư da nhưng mà không phải là hắc tố trước khi ông ta nhậm chức, và không có bất kỳ cái khu vực nào đáng ngờ về ung thư da tại thời điểm hiện tại. Và đây là những cái gì mà Tổng thống đang đề cập tới. Ông Baptiste, ông viết ở trên Twitter. Tuy nhiên vẫn không rõ tại sao Tổng thống Biden lại chọn sử dụng thì hiện tại của động từ để mà mô tả cái trải nghiệm của ông về cái bệnh ung thư, theo tờ báo của New York Post. Ông Biden hiện 80 tuổi, là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từ trước cho tới nay, và sức khỏe tâm thần của ông thường xuyên là cái vấn đề tranh luận của công chúng. Tuy nhiên, ông Biden ông vẫn có cái ý định tái tranh cử vào năm 2024, theo những cái nhận định của thư ký báo chí của Nhà Trắng vào tháng 11 của năm 21. Thông tin kế mà Vũ gửi tới cho quý vị, ông Trump ông được người hâm mộ đón chào kêu gọi tranh cử năm 2024 tại đám tang của vợ cũ bà Ivana. Thì cựu tổng thống Donald Trump đã được người hâm mộ đón chào cuồng nhiệt khi mà cùng với bà vợ bà Melania Trump đó tới dự cái tang lễ của người vợ cũ quá cố ở thành phố New York bữa hôm thứ Tư. Bên ngoài cái tòa nhà đó thì những cái người họ ủng hộ họ gọi lớn tên của ông Trump khi mà cựu tổng thống chuẩn bị bước ra theo cái đoạn linh cữu. Chúng tôi yêu quý ông. 2024, đám đông họ đã hô lớn. Và đứng cạnh bà Melania thì con gái Ivanka Trump đã đưa cao tay tỏ dấu hiệu nhận biết là đám đông đang tán dương mình, và con trai thứ Eric Trump đó sát bên đưa hai cái nắm đấm hân hoan khi mà nghe người hâm mộ trung hô bố anh. Và đám tang đã diễn ra một tuần sau cái chết bất ngờ của bà vợ cũ của ông Donald Trump. Vợ cũ của ông Trump đó qua đời sau khi bị té cầu thang, hưởng thọ 73 tuổi, và bà ấy là một phụ nữ phi thường, xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ, sống một cuộc đời tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng. Ông Trump ông viết về vợ cả đó trên mạng xã hội Truth Social. Cái niềm vui và hãnh diện của bà ấy đó là ba đứa con của bà, đó là Donald Trump, Ivanka, Eric. Và bà ấy rất là hãnh diện về chúng, và tất cả chúng tôi đều hãnh diện về bà ấy bình an nơi chính suối Ivana. Cựu tổng thống đó vào tuần trước đã lên mạng xã hội Truth Social. Và Donald Trump và Ivana đã kết hôn vào năm 1977, có thời gian có với nhau 3 người con, và ly hôn vào năm 1992 sau khi cái vụ ngoại tình giữa ông Donald Trump với lại bà vợ nhì đó, bà Mala Mabel, đã bị phanh phui trong khi ly dị đầy chua chát. Thì nhưng mà hai người cuối cùng lại thân thiện với nhau. Bà Ivana bả là người ủng hộ nhiệt thành cái chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của chồng cũ. Tang lễ được tổ chức tại nhà thờ công giáo cách tư gia của người quá cố không có xa. Và những cái người mà dự tang lễ đó có con trai cả của bà, ba người con, nói chung là ba người con của bà và con trai út và con gái út của ông Trump, con trai và con trai út của ông Trump đó, và chồng của Ivanka. Truyền thông trước đó họ loan tin là bà vợ thứ hai của ông Trump á, và con gái Stephanie Trump thì không có được mời để mà tham dự. Và cái điều này nó không có gì là ngạc nhiên, tại vì bà Ivana lúc mà bà còn sống, bà đổ lỗi cho bà vợ hai đó đã phá vỡ hôn nhân của bà với lại ông Donald Trump. Cô ta phá vỡ cái cuộc hôn nhân của tôi, hủy hoại cái gia đình tôi, và bây giờ cô ta không là ai cả, bà chia sẻ trên một cái trang mà Paces vào năm 2017. Bất chấp cái mối quan hệ không có thân thiện với vợ cũ của chồng, nhưng mà bà vợ thứ ba đó, bà Melania, bà vẫn tới dự tang lễ, và bà bày tỏ ủng hộ ba người con riêng của ông Trump, Donald Trump, trên Instagram, và bày tỏ lòng kính trọng đối với người mẹ. Mẹ ơi, chúng con sẽ nhớ về mẹ vô cùng, cảm ơn vì đã luôn thúc đẩy chúng con hết mình, không có để cho chúng con trốn tránh bất kỳ cái điều gì. Và thấm nhuần rất là nhiều những cái giá trị đáng kinh ngạc và đặc điểm tính cách người con thứ, người con đó của ông Trump đã ghi.
Thay vì vòng hoa thì gia đình ông Trump đã yêu cầu phúng điếu cho một cái tổ chức ca ngợi về những cái nỗ lực thiện nguyện của bà trên mạng xã hội. Đó là một cái thông tin về tình hình. Thêm một cái thông tin khác nữa mà Vũ gửi tới cho quý vị hiện tại bây giờ, quý vị đang nóng ở bên Việt Nam, quý vị, ông Lê Tùng Vân vụ tỉnh thất Bồng Lai bị phạt 5 năm tù, quý vị, bị phạt 5 năm tù. Mình cũng không có theo dõi nhiều về những cái vụ này nhưng mà tại vì thấy báo nào cũng viết nên thôi sẵn đây mình đưa tin luôn. Thì mình cũng nghĩ là chắc là quý vị cũng đã nghe nhiều về những cái thông tin tỉnh thất Bồng Lai rồi. À, thông tin này gửi ra từ Việt Nam, ông cụ Lê Tùng Vân hiện tại bây giờ 90 tuổi đã bị tuyên 5 năm tù trong cái lúc mà năm bị cáo còn lại thì bị phạt là từ 3 cho tới 4 năm tù theo những cái báo họ đã loan tin, và cả 6 người của tỉnh Thất Bồng Lai đó đều bị những cái cáo buộc lợi dụng những cái quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm vô lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của những cái tổ chức cá nhân. Nói lời sau cùng đó là thủ tục tại cái phiên tòa ở Việt Nam, mà thông thường thì những cái bị cáo đó mặc nhiên phải thể hiện cái sự mà ăn năn hối lỗi, nhận tội và cầu xin hội đồng xét xử họ giảm án, cái mức án sẽ tuyên sau đó. Giảm án sẽ tuyên sau đó. Theo tờ báo của Thanh Niên thì ông cụ Lê Tùng Vân trước cái tòa trong cái phần xét hỏi: "Tôi không phạm bất kỳ một cái tội danh nào của pháp luật Việt Nam." Báo này cũng ghi nhận là cả 6 bị cáo này đều không có thừa nhận cái hành vi phạm tội. Một số bị cáo thì yêu cầu tòa là hãy trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi biện pháp để mà ngăn chặn, để mà được về với gia đình. Trong số này ông Lê Thanh Nhị Nguyên đó, ông nói rằng mình đã bị oan ức tại vì năm cái clip buộc tội, bị cáo không có làm gì trong cái clip đó hết. Và ông Nguyên ông cũng khẳng định rằng mình không có làm tổn hại tới giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam. Công an huyện Đức Hòa họ cũng cũng như là công chúng. Và một bị cáo khác đó là ông Lê Thanh Trùng Dương đó thì được dẫn lời câu nói bao che tội phạm đối với lại công an huyện Đức Hòa là do cái sự bất bình. Tại vì có một cái nhóm người họ xông vào Thiền Am đánh đập bị cáo, cướp tiền người nhà, đập phá tài sản vân vân, và bị cáo đó không có nghĩ mấy cái chữ vậy á mà bị cáo có thể bị tù từ 2 cho tới 7 năm tù. Và tòa nghị án bị cáo không có biết như là thế nào, nhưng mà bị cáo cùng với lại những cái bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên vân vân là lao động chính nuôi hai cái người nuôi hai mươi mấy người trong Thiền Am. Nếu mà bị cáo và những cái bị cáo khác bị đi tù thì cái gia đình sẽ ra sao? Trưa ngày 21 tháng 7 thì trong cái lúc mà tòa họ tạm dừng trước cái phiên xử buổi chiều đó thì luật sư Đặng Đặng Đình Mạnh đã viết ở trên trang cá nhân: "Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi mà nghe cái mức hình phạt đề nghị cao từ 3 cho tới 2 năm, cho tới hơn 5 năm tù cho mỗi cái thân chủ. Nếu mà cái phiên tòa này đó mà chấp nhận cái quan điểm truy tố của bên công tố thì sẽ trở thành một cái án lệ để mà đưa những cái từ ngữ bao che tội phạm, bỏ lọt tội phạm thành những cái từ là chết trong Việt ngữ. Tại vì còn ai dám nói nữa để mà đánh đổi cái mức hình phạt thấp nhất đã tới hàng hàng ngàn ngày tù như vậy." Những cái bị cáo trong cái vụ tỉnh thất Bồng Lai đó tại cái phiên tòa bữa hôm ngày 20-21 tháng 7 họ có chụp hình lại, và luật sư Mạnh thì đặt ra cái câu hỏi làm gì có cái việc mà chính quyền cầm tù công dân của mình về những cái từ ngữ như vậy. Ngoài ra thì luật sư cũng dành những cái lời khen ông Lê Thanh Nhị Nguyên tự bào chữa gây ra ngỡ ngàng tại vì cái sự mà uyên bác trong lập luận của mình đã phủ nhận toàn bộ cái kết luận giám định, nhất là cái sự giải thích những cái khái niệm tu hành tại gia. Quý vị mình cũng không biết những cái lùm xùm ở cái tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng mà 5 năm tù cho một ông cụ 90 tuổi thì thiệt là quá đáng đó quý vị, thiệt là quá đáng. Thêm một cái thông tin kế nữa, cái bản án gọi tên ngắn gọn đó là chuyện Thích Nhật Từ là bò. Cái ý kiến mà nhà quan sát họ cho rằng cái phán phán quyết cái vụ tỉnh Thất Bồng Lai này cho thấy đó, Việt Nam là cái quốc gia mà đầu tiên mà trong sở những cái mà quốc gia đầu tiên Việt Nam là một cái quốc gia đầu tiên trong
Ý kiến của nhà quan sát cho rằng cái phán quyết cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai cho thấy Việt Nam là một cái quốc gia đầu tiên mà trong những cái giao tiếp xã hội, việc so sánh người và thú vật đó đều có thể dẫn tới những cái án tù bằng cái điều 331, mơ hồ, lợi dụng tự do, dân chủ. Trong tất cả những cái người mà bị đưa ra tòa Long An mấy ngày cuối tháng 7 thì người mà được quan tâm nhất có lẽ là ông cụ Tùng Vân 90 tuổi. Và với cái án 5 năm trong cái điều kiện mà nhà tù của Việt Nam đó mà ai cũng biết không chắc ông ta có sống được tới 5 tháng ở trong đó hay không, thì cái án tù này của ông Văn cũng treo lơ lửng trên mọi cái bảng vàng khắc tên ở trước cửa vào của cái chùa lạy Phật bữa hôm nay. Thì từ đầu ai cũng có thể là nhìn thấy sát khí từ cái đơn tố cáo của ông Thích Nhật Từ, và tòa án ở Long An thì đều nhắm vào ông Lê Tùng Vân là chính. Ở trước tòa đó thì ông Lê Tùng Vân đó, ông đã nói những cái lời rất là khẳng khái và thành thật về cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà ông Thích Nhật Từ, ông đang đại diện và thao túng, có lẽ đã đẩy ông Vân vào tù thành công. Nhưng mà tuyên bố sấm động giáo hội không có xứng đáng thì tôi không có vào, sẽ là cái lời mà nhắc của công chúng về ông Lê Tùng Vân mãi và về sau. Tòa xử những cái người sống trong Tỉnh Thất Bồng Lai, những cái người mà còn lại đó liên quan tới con bò, mỗi người 4 năm tù tại vì đã xúc phạm vô ông Thích Nhật Từ. Cái lý do ví ông ta với lại con bò, cái chuyện này nó sẽ trở thành cái tiền lệ. Và hình thành cái quy chuẩn xã hội bi hài, nó bắt đầu từ bây giờ. Cái việc mà trò chuyện và so sánh cái con người với lại con vật nó sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng có thể đi tù. Thậm chí cái án lệ này nó có thể là bất chấp cả cái chuyện trong cái bộ dạng. Có những cái kẻ đó còn thua con vật. Có vậy mới thấy con vật đó lại đôi lúc được tạo ra cơ hội để trở nên cao đẹp biết bao. Bất kỳ ai mà ở Việt Nam giờ đây cũng có thể là bị đội một cái bản án lên trên đầu, tương tự như là ông Lê Tùng Vân. Mà cái tội danh đó thì là một cái cách gọi rất là mơ hồ và vô thực, như là cái tên gọi của một thẩm phán, luật sư, thầy tu, vân vân. Tòa án Long An thì lâu nay đã tạo ra rất là nhiều cột mốc trong lịch sử của thế giới về tư pháp tại Việt Nam. Bữa hôm nay lại là một cái cột mốc độc đáo, bởi vì Việt Nam sẽ là cái quốc gia đầu tiên mà trong số những cái mà giao tiếp xã hội, cái việc so sánh người và thú vật đó đều có thể dẫn tới án tù bằng cái điều 331 mơ hồ, lợi dụng tự do dân chủ. Theo những cái tác giả, Thích Nhật Từ là kẻ có nhân dạng như là thầy tu. Và đây là một cái phiên tòa mà đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam, người ta nhìn thấy toàn bộ công lực của xã hội, của một nhà nước như là ráo riết đứng về phía để mà bảo vệ cho kẻ có nhận dạng như là thầy tu, giúp cho giải thoát được cái việc liên quan tới những cái hình hài một con bò. Giờ thì bà mẹ của ông bố đó cũng nên cẩn trọng trong cái việc mắng con cái, đại loại như là với cái câu mày ăn như mèo, hay sao mày cáu hẳn, hay là sao mà mày cáu bẳn như là chó vậy. Và những cái thứ đó đó hôm nay chính thức được quan thầy của thời mà xưng danh Phật giáo, đạo pháp xã hội chủ nghĩa tạo ra tiền đề oanh liệt, có thể khiến cho họ ở tù bất kỳ lúc nào. Và chúng ta không có phải là loại quyền thế để mà đặt tội trạng cho người già, con trẻ vào tù, nên chúng ta chỉ có thể cùng nhau để mà lan truyền, để mà án lệ này mãi mãi sống động trong lịch sử của con người Việt Nam. Về một thời đại mà những cái kẻ đó mượn áo Phật, dựa lưng vào những cái thế quyền để mà xô đẩy chúng sinh không có chịu bị mê hoặc vào khốn cùng. Và cái bản án này nó cũng có thể gọi tên ngắn gọn là chuyện Thích Nhật Từ và bò. Cái chữ bò này xin được viết hoa bằng cả sự trân trọng. Quý vị
chị vì gọi ông Thích Nhật Từ là bò mà sau đó thì bị đi kiện. Mai Vũ nghĩ là cái này nó chỉ là một cái giống như là một cái giọt nước nó làm tràn ly thôi quý vị. Chắc là trước đó đã có rất là nhiều những cái xích mích rồi nhưng mà mình không có theo dõi. Nói chung là bản án 5 năm tù là chị vì cái câu chốt của ý là gọi ông Thích Nhật Từ là ngu như bò hay là bò gì đó quý vị. Đó là cái tình hình ùm sùm liên quan tới những cái vụ của tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà về vụ dù sao đi nữa thì mấy vụ thấy cái bản án như vậy cho những người ở trong tỉnh Thất đó là quá là nặng, quá là nặng, nhất là ông cụ 90 tuổi. À, Mai Vũ gửi tới những cái thông tin khác nữa cho quý vị. Mỹ có thể là cung cấp sát thủ diệt tăng A-10 cho Ukraine. Thì quân đội của Mỹ đó được cho là đang cân nhắc gửi cái loại máy bay tấn công mặt đất nổi tiếng A-10 cho Ukraine để mà giúp cho nước này chống lại cái lực lượng của Nga. Phát biểu tại cái diễn đàn của an ninh đó của tiểu bang Colorado bữa hôm ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Không quân của Mỹ đã hé lộ các khả năng mà cung cấp máy bay A-10 cũ cho Ukraine. Cái việc đó nó phụ thuộc vào phần lớn vào Ukraine. Những cái hệ thống của Mỹ là một khả năng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà thảo luận với họ về cái nhu cầu của họ và khả năng để mà đáp ứng của chúng tôi. Theo trang báo, trang mạng Militari.com đó dẫn lời của ông Kendall. Và phát biểu này thì hoàn toàn trái ngược lại với lại cái tuyên bố hồi tháng 3 của vị bộ trưởng tại một cái hội nghị không quân khi mà ông gạt bỏ cái ý tưởng gửi máy bay A-10 cho Ukraine. Tôi không có biết cái kế hoạch là hay là cái việc mà thảo luận về một cái kế hoạch nào về cái việc mà triển khai hoặc là cung cấp A-10 cho người của Ukraine. Ông Kendall ông nói hồi tháng 3. Và phát biểu mới nhất đó được Bộ trưởng Không quân đã đưa ra sau khi mà Hạ viện của Mỹ gần đây đã thông qua cái gói ngân sách 100 triệu đô la để mà đào tạo phi công cho Ukraine học lái máy bay chiến đấu của Mỹ. Cũng phát biểu tại diễn đàn an ninh của S-Pen thì tham mưu trưởng không quân của Mỹ đó Brown đã cho hay là những cái bên họ cũng đã thảo luận về cái việc đào tạo phi công Ukraine lái những cái chiến đấu cơ của châu Âu và của Pháp bên cạnh máy bay của Mỹ. Có rất là nhiều cái hệ thống khác có thể là được đưa tới Ukraine, có lẽ là không chỉ có MIG, tôi nghĩ sẽ khó hơn để mà có phụ tùng của MIG. Từ người Nga trong tương lai thì do đó là sẽ là những cái máy bay mà không phải là của Nga. Ông Rao ông nói máy bay A-10 nó có một cái biệt danh đó là lợn rừng, nó có sải cánh khoảng 17,5 mét và phục vụ trong quân đội của Mỹ từ thập niên 1970. Cái loại máy bay này nè, nó rất được binh sĩ họ yêu thích tại vì năng lực tấn công của nó đó, và đặc biệt là ở những cái khẩu pháo 7 nòng 30 mm. Cái dạng xoay lắp này ở phía đầu của máy bay A-10 nó được mệnh danh là sát thủ diệt tăng và đã được sử dụng trong rất là nhiều chiến dịch quân sự tại Iraq và Afghanistan. Theo một cái tờ báo của Eurasian Times thì không quân của Mỹ họ đang dành loại A-10 ra khỏi cái kho vũ khí của họ tại vì vẫn còn những cái hữu dụng trong cái việc chống lại những cái lực lượng nổi dậy ở phía Trung Đông. Và máy bay này bị cho là không có thể nào mà đối đầu với lại những cái hệ thống phòng không của những cái nước như là Nga hay là Trung Quốc. Thông tin kế này Vũ gửi tới cho quý vị, CIA nói chiến tranh của Ukraine không có thay đổi ý định chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Thì giám đốc của CIA bữa hôm thứ Tư ngày 20 tháng 7 đã cho biết Trung Quốc họ tỏ ra cương quyết trong cái việc sử dụng võ lực ở Đài Loan và cái vấn đề chỉ còn là thời gian chứ không có phải là có nên xâm lược hay là không, theo AFP cung cấp. Và tại ở bên S-Pen thì ông Bill Burns, ông là giám đốc cơ quan tình báo của Trung ương của CIA, ông cho hay là Trung Quốc họ đã học được cái từ cái cuộc chiến ở bên Ukraine rằng bạn sẽ không có đạt được chiến thắng nhanh chóng mang cái tính quyết định nếu mà không có những cái lực lượng áp đảo. Và ông bác bỏ cái suy đoán nói rằng chủ tịch của Trung Quốc ông Tập Cận Bình ông sẽ tấn công Đài Loan sau cái cuộc họp quan trọng vào cuối năm nay. Tuy nhiên ông cảnh báo cái rủi ro đang ngày càng gia tăng trong cái thập niên này. Tôi sẽ không có đánh giá thấp cái quyết tâm của chủ tịch Trung Quốc trong cái khẳng định cái quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với là hòn đảo tự trị Đài Loan, ông nói. Và theo ông Bơn, Bắc Kinh họ cảm thấy do dự sau khi mà quan sát cái cuộc chiến kéo dài 5 tháng của Nga ở Ukraine. Đây rõ là thất bại chiến lược của Tổng thống Putin và khi mà hy vọng lật đổ được chính phủ của Kiev trong vòng một tuần, ông Bơn ông nhận xét trong cái cuộc phỏng vấn trực tiếp với lại đài của NBC News đó. Ông cho rằng Trung Quốc có thể là đã rút kinh nghiệm
phải kiểm soát không gian, thông tin và làm mọi thứ có thể để mà củng cố cái nền kinh tế của mình trước cái khả năng bị trừng phạt. Bên cạnh đó thì lãnh đạo của CIA lặp lại những cái đánh giá trước đây của Mỹ và theo đó Mỹ họ không có tin là Bắc Kinh đang hỗ trợ quân sự cho Nga, bất chấp cái thái độ ủng hộ tích cực. Và ông cho hay Trung Quốc đã tăng cường mua những cái năng lượng của Nga đó, nhưng mà tỏ ra thận trọng để mà né tránh những cái lệnh trừng phạt của phương Tây. Về phía của Trung Quốc, tại cái diễn đàn ở bên Espen, đại sứ Tần Cương đã tuyên bố Bắc Kinh vẫn muốn thống nhất một cái cách hòa bình hơn. Và ông cáo buộc Mỹ hỗ trợ những cái lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, nơi mà Tổng thống Thái Anh Văn khẳng định là chủ quyền của hòn đảo. Thông tin kế, ông Biden ông dự tính là sẽ sớm hội đàm với là ông Tập Cận Bình, nghi ngờ về cái chuyến đi Đài Loan của bà Pelosi. Thì ông Biden ông có kế hoạch nói chuyện với là ông Tập Cận Bình vào cuối tháng này, đúng vào cái thời điểm mà căng thẳng âm ỉ giữa hai nước về cái vấn đề Đài Loan và thương mại. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với lại chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày tới, ông Biden ông nói với lại những người phóng viên khi mà trở về chuyến đi ở bên Massachusetts vì khí hậu. Và cuộc gọi như thế đó được nói tới từ lâu giữa hai nhà lãnh đạo, lần đầu tiên trong vòng 4 tháng, sẽ tới vào cái thời điểm quan trọng trong cái bối cảnh mà căng thẳng về Đài Loan. Và khi chính quyền của ông Joe Biden cân nhắc cắt giảm thuế nhập cảng đối với lại hàng hóa từ Trung Quốc để mà giúp giảm những cái áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng của Mỹ, thì Hoa Kỳ họ gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính của mình và nói rằng cái sự mà can dự cấp cao đó và quan trọng để mà giữ cho cái mối quan hệ nó ổn định và ngăn chặn nó vô tình trở thành xung đột. Thì tháng trước, Washington họ đã thúc đẩy NATO thông qua một cái văn kiện chiến lược gọi Trung Quốc là một thách thức an ninh. Phát biểu với lại báo giới hôm thứ Tư, ông Biden ông tỏ ra nghi ngờ về cái chuyến đi mà được Chủ tịch Hạ viện Nancy đã lên kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng tới. Tôi biết những cái giới quân đội họ cho rằng đó không phải là một cái ý kiến hay vào lúc này. Nhưng mà tôi không có biết cái tình trạng của cái chuyến đi này như thế nào, ông Biden nói. Bộ Ngoại giao của Đài Loan họ cho biết đó, họ ghi nhận những cái nhận xét của ông Biden và nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ có cái sự tin cậy lẫn nhau tốt và những cái kênh mà liên lạc thông suốt. Tuy nhiên, bộ này nói thêm rằng họ chưa có xác nhận được thông tin chính xác về cái chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan và không có những cái bình luận thêm gì. Bắc Kinh họ cho biết bữa hôm thứ Ba họ nói rằng họ sẽ đáp trả bằng những cái biện pháp mạnh mẽ nếu mà bà Nancy bà tới thăm hòn đảo mà Trung Quốc họ tuyên bố là thuộc về chủ quyền của họ. Và nói rằng cái chuyến thăm như vậy á sẽ làm suy yếu nghiêm trọng đi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Văn phòng của bà Nancy thì đã từ chối bình luận về cái việc liệu cái chuyến thăm này nó có được tiến hành hay là không, với lại cái lý do lo ngại về an ninh. Và Bộ Ngoại giao họ đã gọi cái chuyến đi này á là giả định. Những cái kế hoạch cho cái chuyến đi này thì đã được tờ báo của Financial Times đã đưa tin. Và đồng thời cho biết rằng tòa Bạch Ốc họ đã bày tỏ những cái quan ngại Trung Quốc họ coi hòn đảo mà do Đài Loan quản lý là cái lãnh thổ riêng của mình. Và cái vấn đề này á, là nguyên nhân thường xuyên gây ra khó chịu trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Chính quyền của ông Joe Biden đã nhiều lần nói về cái cam kết vững chắc này đối với lại an ninh của hòn đảo này. Và những cái tàu quân sự của Hoa Kỳ thì họ đã tiến hành quá cảnh qua cái eo biển của Đài Loan bữa hôm thứ Ba vừa qua, khiến cho Bắc Kinh họ tức giận. Và nước này họ đã đưa ra cái máy bay mà chiến đấu băng qua cái đường trung tuyến của cái eo biển trong cái tháng này sau cái chuyến thăm Đài Bắc của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông Rick Scott. Về thương mại, chính quyền của ông Joe Biden có mâu thuẫn với lại Trung Quốc về cái việc thực hiện những cái cam kết đối với lại cái thỏa thuận hiện có. Nhưng mà lạm phát gia tăng nó đã thúc đẩy cái việc xem xét cái khả năng giảm thuế quan, bao gồm cả thuế quan của cái mục 301 do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, bao gồm khoảng 370 tỷ đô la những cái hàng mà nhập cảng từ Trung Quốc. Và những cái người quen thuộc với lại cái cuộc thảo luận này về thuế quan thì đã nói với lại tờ báo của Reuters, nói rằng ông Biden ông cũng đang cân nhắc liệu có nên
kết hợp cái việc bỏ một số thuế quan với lại cái cuộc điều tra mới về những cái trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc và những cái nỗ lực mà thống trị những cái lĩnh vực chủ chốt, chẳng hạn như những cái chất bán dẫn chẳng hạn. Quý vị, thông tin kế tiếp mà Vũ gửi tới cho quý vị, Cộng sản Việt Nam phản đối cái việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen buôn người. Thì thông tin này mà Vũ đã gửi ra bữa hôm trước rồi. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã ra báo cáo năm 2022 về cái tình hình mua bán người trên thế giới, với lại những cái thông tin không xác thực, không có phản ánh đầy đủ những cái tính mà chính xác về cái tình hình, những cái nỗ lực mà phòng chống mua bán người của Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, được báo Zing bữa hôm ngày 21 tháng 7 đã dẫn lời phản hồi nêu trên thì được đăng tải một ngày sau khi Việt Nam bị Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen buôn người của Mỹ, do có những cái nỗ lực yếu ớt nhằm để mà ngăn chặn những cái hoạt động mại dâm hoặc là trợ giúp những cái lao động nhập cư. Và bà Hằng á, bà nói thêm rằng Việt Nam sẵn sàng để mà trao đổi với lại phía của Mỹ cũng như là những cái bên có liên quan về những cái vấn đề hợp tác cụ thể để mà cùng nhau triển khai hiệu quả những cái công tác phòng chống mua bán người. Đáng lưu ý bà Hằng đó. Sao quý vị? À, đáng lưu ý bà Hằng á, bà một mặt thì bà phản phúc những cái trình bộ, những cái phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng mà không có đả động gì tới những cái cáo buộc cho rằng Việt Nam không có những cái hành động nào để mà xử lý cái vụ một nhà ngoại giao và những cái nhân viên đại sứ quán của Việt Nam tại bên Saudi Arabia đồng lõa buôn bán một số công dân. Và cho tới nay thì những cái thông tin cụ thể về cái vụ này thì chưa có từng được đề cập tới ở trên báo truyền thông tại Việt Nam. Trong cái lúc mà phản hồi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bà Hằng bà cũng nhấn mạnh, bà nói rằng tình hình mà chống buôn người đó nội địa và qua biên giới đó luôn được rà soát kịp thời để mà có cái biện pháp xử lý phù hợp, khắc phục những cái khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Liên quan tới cái tình trạng buôn người đang có cái chiều hướng tăng cao thì tờ báo Tuổi Trẻ bữa hôm ngày 19 tháng 7 đã dẫn lại một cái phát ngôn của ông Trần Quốc Tọ, Thứ trưởng Công Công an đó, về cái hình thức và những cái đối tượng người núp bóng dưới cái dạng mà cho nhận con nuôi kết hôn có những cái yếu tố ngoại quốc, đẻ thuê cho hoặc là hiến tạng, xuất cảng lao động, di dư bất hợp pháp và kể cả hợp pháp đi ra nước ngoài để mà tham quan, du lịch, chữa bệnh, vân vân. Và ông Tọ, ông cho biết là hầu hết những cái nạn nhân mà bị bán sang những cái nước chung đường biên giới với Việt Nam đó, 80% số còn lại thì sang những cái nước bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển, nên những cái công tác mà phát hiện ra mua bán người nó còn rất là khó khăn. Bà Lê Thị Thu Hằng, bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Theo tờ báo của Tuổi Trẻ thì cho biết là thêm trong 6 tháng đầu của năm 22, nhà chức trách của Việt Nam họ phối hợp với lại chính quyền của Cambodia để mà giải cứu hơn 250 những cái trường hợp mà bị lừa lao động trái phép. Tuy vậy, theo những cái công luận thì hầu hết những cái nạn nhân này trong số này được về nước là do gia đình của họ tự thảo luận để mà nộp tiền chuộc mạng cho chủ những cái đường dây buôn người. Và Bộ Công an của Việt Nam họ công bố cái con số nêu trên đó để mà nhận công. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin Mai Vũ gửi tới cho quý vị trong cái bản news buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị ơi, đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thì bấm cái đăng ký để ủng hộ cho kênh. Và cho phép Mai Vũ giới thiệu một lần nữa, dạo này Mai Vũ đang bán hàng, bán áo đầm, những cái áo Mai Vũ mặc ở khi mà Mai Vũ làm video, hoặc là áo dài, rất là nhiều những cái áo mẫu khác nữa. Mai Vũ đã để video ở trên YouTube. Quý vị có nhu cầu muốn mua áo dài, áo đầm, áo vest hoặc là những cái dây nịt để mình đeo khi mà mình mặc với áo đầm đó quý vị, thì quý vị hãy lên trên đó và xem lại những cái video của Mai Vũ, còn rất là nhiều hàng nha quý vị. Nếu mà quý vị thích những cái mẫu nào đó thì quý vị chụp màn hình lại và gửi qua tin nhắn cho Mai Vũ bằng số điện thoại 717 4340462. Mai Vũ chốt đơn cho quý vị bằng tin nhắn và nhận chuyển tiền bằng Zelle hoặc là check.
Quý vị không có biết xài Zelle thì có thể viết check gửi qua tin nhắn cho Mai Vũ. Khi Mai Vũ nhận check rồi, nó vô nhà bank rồi, Mai Vũ sẽ chuyển hàng cho quý vị. Chào Mai Vũ, tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Mến chúc tất cả quý cô chú anh chị một ngày tốt lành. Bye bye, I love you all, bye bye.